À, chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình có mặt ở trên cánh đồng này, thấy một cái con máy Kubota DC105X mắc lầy nha. Để mình lại cận cảnh quay cho các bạn cùng xem nha. Cái con này dính cái miếng đất này là xinh dẻo các bạn. Không có nước các bạn, bị tuồn bánh nè. Đó, lúc cái bánh tốt dữ luôn. Bánh bên kia cũng vậy nè. Ở đây có cái cọng dây xích nè, hồi nãy cũng kéo mấy chập rồi đó mà nó không lên nè các bạn. Cọng dây xích này khá là to nè. Rồi, mình đi lại đây cho các bạn xem. Mới vô chạy vô, lũi vô là nó mắc lầy từ sáng giờ luôn các bạn ơi. Cái khu vực này là có 4 con đất thôi. Để mình đi lại nè, cho các bạn lúng từ sáng giờ. Đó. Ở đằng kia là cái đường vô, vô là dính lầy từ ngay chỗ cái mí đó dài là tới này luôn nè. Rồi tới đó bường hết nổi nằm đó luôn. Rồi bây giờ mấy anh xe kéo bắt đầu kéo mấy cái cây đem vô nha các bạn, để chuẩn bị bắt cán. Không biết lên nổi hay không rồi các bạn. Những đất này nó lúng dữ lắm luôn các bạn ơi. Mắc lầy mà mấy anh em làm để tranh thủ cắt miếng đất này mà, nhưng cái là vô đây nó dính từ sáng giờ không có làm được chuyện gì luôn. Cái cảnh mà đi mần mướn như thế này cực lắm các bạn. Mắc lầy rất là gian nan. Rồi hai anh khiêng cây để chuẩn bị bắt cán. Các bạn hãy theo dõi mấy anh này bắt cán cái bánh xích như thế nào nha. Hồi nào giờ mình cũng chưa có thấy cái cảnh mà bắt cán bánh xích nha các bạn. Đó, mấy ảnh chui vô để mồi ba cái sình đó, đang nhét cái cây ở ngoài này vô nè. Nói chung mình lại đây là cũng giờ này khá là chiều nha các bạn, tầm 3 giờ mấy rồi. Anh kia anh chui lúc tút chổng luôn rồi kìa. Anh chui vô đang ảnh mồi sình ra, đang lòn cái cọng dây dù á. Đang cuột vô bánh xích, cuột vô cái cây đó đó, đang chạy ve nha các bạn. Nói chung mấy anh này hồi sáng giờ là cũng đói dữ lắm luôn rồi các bạn, chưa ăn cơm ăn nước gì chân, thấy mấy anh cũng gã gờ hết rồi. Hồi sáng mấy anh cũng chạy vô đây tưởng đâu làm ngon lành, ụt vô đây lại dính mắc lầy luôn, là từ sáng giờ chỉ môi lầy bắt lương không á các bạn. Cái anh áo xanh bên đây ảnh mồi ảnh cũng lòn cái cọng dây vô nè. Anh mồi sát vô trong luôn, đừng cho nó lòi bánh xích. Rồi anh thọt cái cọng dây vô trong. Mấy anh này mà giải cứu lần này nữa là không lên nữa thì mấy anh đói bụng cũng gỡ cái máy cho ông thằng Tài thổ địa ở đây giữ luôn rồi các bạn ơi. Là ý mình nói bỏ qua đêm đó các bạn. Các bạn xem hãy coi coi mấy ảnh giải cứu trận này lên hay không nha. Mình cũng mong cho các ảnh làm để cho lên nhanh lẹ đặng về ăn cơm ăn nước gì các bạn ơi. Cái cảnh này vợ con ở nhà đâu có biết đâu, nó đi làm không à, mà vô đây làm nó dính lầy gì nè. Rồi về chiều về vợ hỏi tiền đâu không có, là do cái máy này nó mắc lầy nha các bạn. Cái mông nó nghe, quay cái mông gơm cái mông không đi. Rồi hai anh đưa cái cây vô để bắt cán hai bên luôn nha, cuộc cái cọng dây dù các bạn. Cái cánh đồng này thuộc của xã Châu Lăng, huyện Chi Tôn nha các bạn. Đó, bây giờ hai anh cuộc rồi đó. À, mình thấy máy cài á, bắt cán thì dây xích đó các bạn, dây lò tối á, còn cái này bắt cán bằng dây dù nha. Cái giờ cắt cũng được gần một gốc ba rồi. Ừ. Rồi bắt đầu chuẩn bị ve lại nha. Bắt đầu lên rồi đó các bạn ơi, mình thấy lên rồi đó, nhóm lên rồi đó các bạn ơi. Rồi đứt dây rồi, do cái cọng dây dù quá yếu rồi các bạn. Rồi để
để lát anh dạy cú cách nào nữa mình quay tiếp nha. Rồi tiếp tục thêm một cái cây này nữa nha các bạn. Hai anh để chuẩn bị vô môi sình tiếp tục các bạn ơi. À, bây giờ mấy ảnh tính cuộc dây đôi nha các bạn. Hồi nãy dây chiếc là nó bị đứt rồi. Bây giờ hai cộng nhập luôn các bạn ơi. Cuộc dây đôi nha. Mắc lại từ sáng giờ anh lấy cái lưỡi hái anh cắt cái bánh xích luôn rồi kìa. Đó. Dữ dội không các bạn? Rồi cái anh bên kia anh xỏ dây qua kìa. Đó, xỏ dây vô bánh xích qua đó. Đôi luôn cái gì? Đôi luôn đi. Rồi bây giờ anh này anh xỏ dây đôi luôn nha các bạn. Rồi bây giờ chuẩn bị về cái cây vô cho sát với cái bánh xích máy cắt để cuộc vô cái cây nha. Ở đây lúng quá lúng luôn các bạn ơi, mình đi có rung lắc các bạn thông cảm nha. Các bạn mà thấy video mình hay thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình xuống sông thì mắc cạn, lên bờ thì gặp mắc lầy. Đó, về cái cây cuộc vô đó. Hai cái cây này hồi nãy mấy anh chạy vô ở chổng mượn đó các bạn. Mượn cái cây này chủ nhà kêu nửa làm rồi môi lên trả cho chủ nhà. Mà máy cắt này mình thấy nó là nó nhặn xuống mà môi lên nữa thì đuối lắm nè. Cuộc vô đó các bạn ơi. Mấy anh cuộc cũng khá là chắc nha. Hy vọng chuyến này là nó đừng có đứt dây các bạn. Nó đứt dây là nó nhét cái cây xuống dưới sình nữa. Cái cây kia nó có đứt dây chưa chút coi nha. Từ thấy là trước mở á. Đứt có bên nào bên kia chưa đứt đâu. Mẹ để nó đứt nó ấy đó. Đứt cái bật từ nãy tới đó là đứt. Chết luôn. Rồi, sau đó là phải cái cọc dây xong rồi ra các bạn. Ra phía sau. Vậy. Rồi anh tài xế bắt đầu chuẩn bị lên đề máy nha các bạn. Cái anh mặc áo xanh đi lên trước rồi đó. Hy vọng giải cứu lần này cho nó lên nha các bạn. Mình nhìn cái cảnh này cũng khá là hồi hộp nè các bạn ơi. Mình cũng rất là cầu mong cho nó lên nha. Để cho anh em về ngủ nghe cho nó khỏe. Đó, lên đó, nhắn cái cây xuống sình nữa các bạn ơi. Nhắn rồi đó. Lên đó các bạn ơi, nhổng cái đến tuốt ở trên luôn rồi, cái đầu cắm xuống rồi các bạn. Quá khủng luôn rồi. Lên đó các bạn ơi, lên đó. Lên rồi đó, rồi đứt dây nữa các bạn ơi. Xong rồi. Rồi bây giờ tiếp tục bường lên luôn nha các bạn. Lên cái đít thì nó cắm cái mũi các bạn ơi. Cái anh đằng trước là coi nó qua có qua cái cây không các bạn. Để cái cây nó nhào ra trước nó quýnh lên trên. Rồi bây giờ chuẩn bị ve một tí nữa cho cái cây nó lú ra nha các bạn.
để xe kéo kéo cái cây đó ra. Rồi giờ anh này lấy cái lưỡi hái lại cắt dây nha các bạn, nó đứt ngoài, đứt cọng, nó còn cọng các bạn, còn bánh bên đây nè. Rồi tiếp tục anh này xế ve tiếp nữa nè, đó, nhóm lên rồi đó các bạn ơi, lên rồi đó các bạn, cái bánh kìa không thấy cái gai nào luôn, sình nó bo tròn vo luôn. Rồi để mình ra phía trước quay cho các bạn cùng xem nè, nó kéo lùi được chút xíu nè, cái mũi bây giờ nó cũng cắm y gan y thinh vậy đó các bạn, nhổng cái đít lên trên miếng đất này là gọi là siêu lúng siêu lầy luôn nha. Rồi bây giờ xe kéo ve vô để rút hai cái cây ra nha các bạn. Rồi bắt đầu chuẩn bị kéo nè. Đó, kéo cái cây ra. Cái chiếc bánh xích này đi mình mà nó cũng muốn lúng luôn các bạn. Cây ra đó. Rồi ra một cây. Rồi tiếp tục kéo thêm một cây nữa nha các bạn. Đây nặng nè, cây bự nặng nè, lúng. Anh tài xế bây giờ anh không, anh nói anh mệt dữ lắm rồi, giờ này anh không biết anh mấy tuổi luôn rồi. Rồi tới công chuyện luôn các bạn ơi, tới xe kéo mất lại nữa nè. Rồi hiện giờ là hai con luôn rồi các bạn ơi, hai con dính lầy luôn. Giờ phút cuối mà kiểu này nữa.
Rồi bắt đầu tiếp tục nha, bắt đầu bánh ve các bạn ơi, quá khủng luôn rồi các bạn, cái bánh kìa nó chạy không mà không có bắt để đi ve luôn á, còn là xin dẻo không bo vô cái bánh xích này. Chuồn quay luôn, anh về tới về luôn, lát chín lầy nữa nè, miếng đất này mình đi không lúng ngang đồ gói á. Rồi bây giờ tiếp tục qua bên đây để chuẩn bị bắt cán cái con máy cắt bên đây nha các bạn. Rồi cái anh máy kéo này chuẩn bị kiếm cái đường đang ve chạy lên gò nha. Đó luôn rồi các bạn ơi, những cái bịch nó hết nước cái gì nó phúng phúng khói lên rồi các bạn, nóng quá nó phúng khói lên. Rồi anh xe kéo này tìm cách để chạy qua cái lỗ của lúng đó nha. Ôi, cũng bường kìa. Rồi bắt đầu anh lên anh đẩy cái mũi vô qua đây nha các bạn, nó lúng đó, lấy lái không được nữa, anh đẩy tiếp anh đẩy phụ. Tràn vô lúa luôn các bạn ơi. Không qua luôn. Đây nó sụn lúng lúng luôn rồi các bạn ơi, lúng mạnh ghê kìa. Anh chạy rồi anh lấy cái lái về ngay chỗ mình đứng mới chạy ra được nè các bạn. Rồi tới công chuyện nữa luôn rồi các bạn ơi. Rồi còn phía bên đây thì mấy anh đã cuộc dây bắt cán xong rồi đó. Rồi tiếp tục anh tài xế leo lên để đề máy dê lại nha các bạn. Này đi dê đi tới không có được các bạn, đi tới còn nguyên cái đám lúa đằng trước. Đó, bắt đầu lăn bánh ở đây các bạn ơi. Nó cuộn cái cây rồi đó. Nhặn cái cây xuống rồi đó các bạn ơi. Lên đó các bạn. Nhóm rồi đó. Rồi cây lúc túc dữ luôn các bạn ơi. Đây, nhặn cái cây kìa. Mà cái máy không lui lại luôn á. Rồi đứt dây nữa rồi các bạn ơi. Rồi tiếp tục ve nữa đó. Ve đó các bạn ơi. Anh này anh đẩy tiếp anh coi cái cây coi nó có lòi lên hay không nha. Anh đi về cái đít nó thì nó nhổng lên trên cái đầu nó cắm xuống nó không lên đều luôn các bạn. Rồi,
Rồi giờ tiếp tục dãy cuối con máy kéo này nha các bạn. Ba anh đẩy luôn, đẩy cho cái mũi nó xì về bên đây nha. Quá luôn rồi, dính luôn rồi, tuôn bánh luôn, xe không chạy luôn các bạn. Không qua luôn các bạn ơi, anh dùng hết công lực luôn, hết số, hết ga luôn nha các bạn, không đi luôn. Rồi mấy anh giờ chịu thua rồi, phát tay vô thua rồi các bạn ơi, không qua nổi luôn, hết ga hết số luôn rồi các bạn. Mấy anh này giờ đói dữ lắm luôn các bạn ơi, mình thấy mấy anh đuối à. Anh nào anh ấy cũng bủng rủng tay chân hết à. Rồi bây giờ tiếp tục lần hai nữa nè các bạn ơi, đẩy tiếp nè, nó không đi luôn đó các bạn. Giờ anh này lắc đầu luôn rồi, anh tài xế thì giơ tay đầu hàng luôn rồi các bạn ơi, đuối lắm rồi, đi hết nổi luôn, ngồi luôn. Rồi cái kiểu này chắc gửi lại cho thằng tài thổ địa đất đai ở đây giữ rồi các bạn ơi. Giờ này cũng chiều tối rồi mấy anh này, thấy cái cảnh khổ chưa các bạn, mất lầy là rất là gian nan luôn, mà miếng đất này lầy siêu lầy luôn, từ sáng giờ luôn các bạn, lũi vô cắt là đi một đường một là mất lầy tới đó cái là dính luôn. Anh nào cũng đang mệt nha, chắc gọi điện cầu cứu nữa chứ, kêu người đem mùng đem mền vô để ngủ. Rồi video mình đến đây cũng xin tạm dừng luôn các bạn ơi. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Không biết ngày mai mình có quay được hay không thì các bạn hãy thông cảm cho mình nha. Nếu video mình thấy hay thì hãy đăng ký, nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn.